Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Một chiếc xe máy chở 3 người lao với tốc độ cao đã hút đổ cây xăng, 3 người trên xe máy và một khách đổ xăng bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại một cây xăng ở ngã ba Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trưa ngày 12 tháng 7 theo nội dung đoạn clip trích xuất từ camera an ninh thời điểm trên nhân viên cây xăng đang bơm xăng cho một nam thanh niên đi xe máy trong lúc đang bơm xăng nam nhân viên phát hiện xe máy chở ba người đang chạy với tốc độ kinh hoàng bị mất lái lao về phía cây xăng khi xe máy lao tới phía mình nam nhân viên may mắn né kịp riêng khách đổ xăng bị xe máy tông văng xe máy còn tông bay một trụ xăng ba người ngồi trên xe ngã xuống bất tỉnh xe máy gần như biến dạng hoàn toàn lực lượng công an sau đó có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh đa chấn thương cơ thể. Bệnh viện Bạch Mai đang gấp rút công tác chuẩn bị để dự kiến từ ngày 1 tháng 8 sẽ khám thêm khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trước tình trạng gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện có ngày lên tới 10.000 người, bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó mở rộng khung giờ khám được coi là giải pháp then chốt nhằm giảm tải tình trạng ồn tắc cục bộ xếp hàng chờ đợi của người dân. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho hay, bệnh viện đang thực hiện đồng bộ một loạt giải pháp để giải quyết tình trạng này. Mục tiêu của chúng tôi là lấy người bệnh làm trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. Giải pháp đầu tiên là tiếp tục bố trí cán bộ nhân viên đi làm theo ca, đi làm sớm và tiếp đón người bệnh từ 5 giờ sáng. Bệnh viện bố trí khám nhiều khung giờ khác nhau để người dân có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện của mình. Về việc đặt lịch khám để phân luồng bệnh nhân, phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ chia sẻ, tại nước ngoài, người dân đi khám đều đặt lịch hẹn khám trước, rất thuận tiện cho người bệnh và cả bác sĩ. Tuy nhiên tại Việt Nam, người dân chưa có thói quen đặt lịch trước, điều này gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm. Hiện tại, người dân chủ yếu đi khám vào buổi sáng, số lượng khám buổi chiều rất ít. Do vậy, nếu người dân đăng ký khám trước sẽ giúp phân bố đều thời gian và nhân lực trong ngày. Bệnh nhân không phải chờ đợi, bác sĩ sẽ phân bổ được thời gian đều trong ngày cho mỗi bệnh nhân. Từ tháng 8 năm 2023, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai đặt lịch khám qua tổng đài 1900-888-866. Thời gian nhận đặt lịch qua tổng đài là 7 giờ 30 đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ. Người dân có thể đặt lịch trước một ngày hoặc đặt lịch trong tháng. Bệnh viện khuyến cáo người dân đặt lịch khám qua tổng đài và đăng ký khám vào buổi chiều hoặc ngày cuối tuần để tránh tình trạng quá tải vào buổi sáng như hiện nay. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83-2024 NDCP sửa đổi một loạt quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan đơn vị, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ, cụ thể, chi cục có từ 1 đến 3 phòng được bố trí một cấp phó, có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó, chi cục không có phòng được bố trí không quá 2 cấp phó, về số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ quy định như sau: vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức cục trừ cục đặt tại địa phương. Thanh tra văn phòng thuộc tổng cục có dưới 4 tổ chức được bố trí không quá hai cấp phó. Vụ thuộc tổng cục có trên 20 biên chế công chức cục trừ các cục đặt tại địa phương. Thanh tra văn phòng thuộc tổng cục có từ 4 tổ chức trở lên thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của từng đơn vị, bảo đảm bình quân không quá 3 người trên một đơn vị số lượng cấp phó của các tổ chức đơn vị trong cơ quan thuộc chính phủ theo quy định mới tại Nghị định số 83-2024 NDCP thì ban và văn phòng có từ 15 đến 20 người làm việc là công chức viên chức được bố trí không quá hai cấp phó. Ban, văn phòng có trên 20 người làm việc là công chức viên chức thì thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ quyết định số lượng cấp phó của từng đơn vị đảm bảo bình quân không quá 3 người trên một đơn vị số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá ba người trên một đơn vị từ ngày 1 tháng 8, luật nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực, tức là sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch trước đây, nhưng không phải cứ có dự án là được cấp sổ hồng. Các căn hộ chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận nhà ở, tức sổ hồng nếu đáp ứng được một số điều kiện. Cụ thể là với chung cư mini từ 2 tầng trở lên và quy mô dưới 20 căn hộ phải đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ khu nhà cũng phải đáp ứng điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về đường giao thông đảm bảo phương tiện có thể chữa cháy tại nơi có trung cư mini. Ngoài ra, việc quản lý vận hành loại hình này cũng cần tuân thủ quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư của Bộ Xây dựng. Cá nhân muốn xây dựng trung cư mini phải có quyền sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở. Các điều kiện tiêu chuẩn quản lý và hoạt động của trung cư mini sẽ được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể. Chiều ngày 12 tháng 7, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong. Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 7, khi 3 công nhân vào đường hầm tại công trình xây dựng hầm thủy điện Nậm Củi 1 xã Nậm Hàng, thuộc công ty thủy điện Nậm Củi 1 để vận chuyển vật liệu cách cửa hầm khoảng 1,2 km thì bị ngạt khí, vụ việc khiến cả 3 công nhân tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Vừ Tờ S, 41 tuổi, anh Thảo A.T, 36 tuổi và anh Phùng Lao U, 31 tuổi. Ba nạn nhân quê ở Lai Châu, Hà Giang và Yên Bái. Công an huyện Nậm Nhùn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này. Đồn Biên phòng Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên, hai phòng PA08 và PA09 Công an tỉnh Điện Biên vừa phá vụ án đấu tranh với hoạt động tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực Mốc 110, tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thuộc địa phận Bản Búng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, phát hiện ba người đàn ông điều khiển ba xe máy chở 5 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng được xác định là Lò Văn Sơn sinh năm 1986, trú tại bản Pa Sa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên và Lò Văn Nhọt sinh năm 1972, Nạ Văn Họa sinh năm 1999, cả hai cùng trú tại bản Hủy Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Các đối tượng khai nhận đến khu vực Mốc 110 đón 5 nữ giới người Việt Nam và đưa họ nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam rồi trở về bản Búng Bon. Sẽ có taxi đến đón với tiền công là 500.000 đồng một người. Trong quá trình đưa người đến điểm hẹn thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu là Thân Văn Thoại. Từ năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo Catback Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài tạo các giao dịch ảo để quảng bá và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi tạo dựng được hình ảnh, thoại mở rộng trang web ứng dụng mang tên speeding.vip để kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống cấp dưới trả hoa hồng, quy đổi ra tiền ảo. Để lôi kéo các nhà đầu tư, thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới, tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp. Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5% trên ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo Cashback Pro gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 đô la Mỹ đến 100.000 đô la Mỹ. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một số cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương phối hợp với công an phường Bình Chuẩn đang làm rõ vụ việc một người đàn ông bị người dân bắt giữ vì cướp giật dây chuyền vàng. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 7, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy, đỗ xe bên đường DT746, đoạn qua phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, đối tượng tăng ga bỏ chạy, nạn nhân hô hoán cầu cứu. Thế vậy, người dân xung quanh đã nhanh chóng lao ra đuổi theo và khống chế được tên cướp ngay sau đó. Công an xác định đối tượng có hành vi cướp giật là Phan Tuấn Vũ, 34 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua khám xét nhanh, lực lượng công an phát hiện trong túi của Vũ còn có nhiều sợi dây chuyền và lắc tay bằng vàng. Được biết, Vũ có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản. Vũ từng nghiện ma túy và bị đi cai nghiện. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền trên 4.000 tỷ đồng, tước trên 400.000 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ trên 700.000 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý số trường hợp tăng trên 26%, tiền phạt tăng trên 24%, trong đó có trên 500.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm 19,85% các hành vi vi phạm, trung bình mỗi ngày có trên 2.700 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan đến rượu bia, giảm 37,6% số vụ, giảm 66,2% số người thiệt mạng, giảm 11,1% số người bị thương là kết quả đáng ghi nhận của việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ.